Ở trong cái bài giai đoạn 1 là các em các nhóm á, thì các bạn sẽ mỗi em sẽ làm một một bài ha, sau đó tôi sẽ xem. Thì bài này các em hoàn toàn là mình vẽ tay hoặc là các em vẽ bằng máy cũng được, thoải mái. Vẽ bằng máy Photoshop hay là Illustrator gì đó tùy các bạn. Thì ở đây mình có bốn cái chủ đề, thì tôi sẽ lược sơ qua bốn chủ đề và tôi sẽ phân tích cách các em xây dựng bố cục để cho nó hài hòa, nó có điểm nhấn, nó có chính phụ rõ ràng. Thì cái chủ đề đầu tiên đó là chủ đề về hình học không gian, để các bạn nhìn này nha. Có nghĩa là sử dụng những hình học cơ bản, thì hình học cơ bản là tôi đã giảng các em rồi và các bạn gần như mình cũng có thực hành một vài bài rồi ha. Thì ở đây các bạn thấy là áp dụng những hình vuông, hình tròn, hình tam giác có thể kết hợp lại với nhau và các bạn thấy tạo được cái không gian xa gần. Tại sao làm được? Đó là áp dụng nguyên tắc tương phản, các bạn thấy to nhỏ khác nhau nè. Hình hài của nó cũng rất là khác nhau. Hình dạng ha, ví dụ như hình chữ nhật, hình tròn, các bạn nhìn cái hình tôi đang chiếu slide nè. Rồi thêm nữa là màu sắc tương phản về nóng lạnh nè, màu nóng màu lạnh, rồi tương phản luôn về độ đậm nhạt. Do đó nó có những cái tương phản như vậy và chúng ta tính toán nó hợp lý thì tổng thể nó tạo thành một cái bài có cái mức độ gọi là cái ấn tượng rất là tốt. Và thêm một nữa là cái bố cục mình nó hoàn chỉnh và nó có sự liên kết thống nhất ha. Thì đây là cái chủ đề về hình học không gian. Tôi qua tiếp cái bài số 2 nha. Một lát tôi sẽ phân tích cụ thể về bố cục. Đây tôi đi sơ bộ hết bốn cái chủ đề để các em xem để mình có cái nhìn tổng thể trước ha. Rồi. Đây. Đây cũng là một bài khá là tốt. Ở đây thì các bạn thấy là lại sử dụng những hình học thôi, thì chủ đề là hình học không gian mà. Thì các bạn thấy là hình hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật nhưng mà phối hợp lại to nhỏ khác nhau. Chỗ này rất quan trọng các bạn chú ý, tôi nhắc đi nhắc lại rồi. Để một cái tác phẩm thiết kế hoặc là một cái hình mình vẽ hoặc là cái mẫu trang trí của mình nó sinh động thì các bạn nhớ giùm tôi cái yếu tố đó là phải có sự khác nhau. Thì chính vì sự khác nhau nó mới tôn cái này, nó mới dìm cái kia, thì cái điểm nhấn mình nó mới rõ được. Chứ nếu các bạn tưởng tượng cái nào nó cũng giống nhau thì cái bài mình nó bị đều, nó bị thiếu điểm nhấn ngay. Mà thiếu điểm nhấn thì cái bài mình nó sẽ trở nên là đơn điệu, thiếu sức hút ha. Thì đây các bạn thấy người ta vận dụng rất là nhiều. Thứ nhất là hình hình hài nó khác nhau nè. Hình chữ nhật nó cũng to, nhỏ, dài, ngắn khác nhau, hình vuông cũng vậy. Rồi thêm một cái nữa giống như bài trước, các bạn thấy nó có độ tương phản về màu. Đây là nóng và lạnh các bạn thấy ha, màu nóng là màu giống như cái bài này. Thì màu nóng là màu đỏ, cam, vàng. Màu lạnh là những cái gam màu xanh. Đó. Rồi. Thì ở đây các bạn, ngoài ra nó còn có sáng tối nữa các bạn. Để tất cả đều tạo cho chúng ta cảm giác là có xa, có gần. Ha, có trước có sau chứ nó không có phẳng lì, mặc dù tất cả những yếu tố đồ họa này nó được trình bày trên một cái tờ giấy rất là thẳng, các bạn thấy không, giấy phẳng mà nó chỉ có hai chiều thôi, đó là trục đứng và trục ngang, nhưng nó vẫn tạo được cái không gian. Vậy thì tạo được không gian bằng cái liệu pháp hoặc là cái phương pháp tương phản, các bạn nhớ giùm tôi ha, đó là cái đầu tiên. Đây giống như cái hình này cũng vậy nè các em, các bạn thấy nè, bạn nhìn rất là rõ cái khối vuông này nó rất là lớn, nó chiếm cái tỷ lệ rất là lớn và gần như là các bạn thấy được nó đứng gần mình nhất rồi, tới những cái khối này rồi cuối cùng là những cái này. Thì nè, nguyên tắc nè, gần là nó lớn, xa nó nhỏ dần. Các bạn có thể chia ra tiền cảnh nè, trung cảnh nè, hậu cảnh rất rõ ràng ha. Thì nó diễn tả được cái không gian. Rồi ok, và cái này nó dựa trên yếu tố tương phản. Nó chỉ có nhiêu đó thôi nhưng mà các bạn thấy những cái bài người ta thể hiện rất là khác nhau, như bài này cũng vậy. Yếu tố tương phản để tạo nên sự khác biệt rất là lớn. Do đó các em cần chú ý giùm tôi khi chúng ta làm bài, các bạn muốn bài mình nó tốt thì các bạn phải xem yếu tố tương phản của mình là cái gì ha. Rồi tôi tiếp theo nha. Rồi qua tới bài này cũng vậy, các bạn thấy đây là một cái bài tôi đại khái là cũng một cái bài khác nè, to nhỏ khác nhau. Đây là ví dụ như hình cầu, đây là cái khối cầu ha, nó không phải hình tròn nha, khối cầu, bởi vì nó có không gian. Rồi nó có những cái vật nhỏ các bạn thấy đó, để nó tạo được chiều sâu cho cái hình, cái thiết kế của mình. Rồi qua đây cũng vậy, tất cả những cái này các bạn thấy tương phản cực kỳ lớn nha, hình hài nó lớp lan nó rất là nhiều, chúng ta không thể nào chúng ta đếm được bao nhiêu lớp, bao nhiêu màu ở trong đây. Yếu tố đó nó tạo nên cái chiều sâu. Rồi đây các bạn thấy nãy giờ cho xem là hai nè, bốn nè, năm tác phẩm các bạn thấy, thì tôi lược bỏ bớt á. Các bạn thấy là mỗi người mỗi vẽ, các bạn thấy không? Mỗi tác phẩm nó có một kiểu nhưng nguyên tắc chung các bạn vẫn thấy được. Yếu tố chính phụ rõ ràng. Và thêm một cái nữa là nó có sử dụng độ tương phản. Nếu những bài này nó giống nhau thì tôi đảm bảo các bạn nó sẽ nhìn rất là chán. Chúng ta không phân biệt được cái nào trước, cái nào sau hết.
Nếu mà như vậy thì rõ ràng nó cái thị giác của mình nó không có thật, nó không có mang lại cái cảm xúc, nó nhìn nó giống như là mình nhìn bình thường. Thì chính vì những yếu tố đó, người ta tuân thủ vào cái nguyên lý thị giác để người ta làm những cái sản phẩm. Ở đây hoàn toàn là sắp đặt hết, có nghĩa là các em vẽ ra hình này, các bạn xếp chỗ này xếp chỗ kia, thì rõ ràng đó là chúng ta cố ý sắp xếp nhưng nó rất là tự nhiên, thì dựa trên những cái nguyên lý nãy giờ ha. Ok, chủ đề thứ hai đó là chủ đề về tĩnh vật, có nghĩa là các em sẽ lấy những cái vật mà có sẵn đó, ví dụ như cái chậu nè, cái bình hoa, cái bàn, cái ghế, cái ly, cái chén, cái tách, rồi cái hoa, hoặc là cái nói chung những cái vật mà nó không có chuyển động thì đại khái gọi là tĩnh vật các bạn. Thì người ta sắp xếp vô thành một cái bố cục. Tôi ví dụ luôn nha, trong ba cái hình này các bạn thấy cái hình bên tay trái, đây là cái bình bông. Các bạn thấy diện tích rất là lớn và các bạn thấy nó sử dụng, nếu mà các bạn theo cái hình bình bông này thì các bạn mình không có đọc được cái hình nè, cái hình dạng của nó, nhưng mà nếu mà quy về hình học thì các em khi mình làm bố cục hoặc là các bạn áp dụng trong thiết kế trong yếu tố đồ họa thì các bạn nên quy nó về hình học hết. Thì cái bình hoa này các bạn thấy rõ ràng nó là một hình chữ nhật đây, rồi mấy cái trái táo này là hình tròn, các bạn thấy không, nó là sự tương phản đó các bạn, hình chữ nhật tương phản với hình tròn rất là rõ ràng, thấy chưa. Rồi và nó chiếm một diện tích rất là lớn, các bạn nhìn vô các bạn thấy nó liền. Vậy thì tại sao, một lát nữa tôi sẽ giải thích tiếp. Rồi rơi tới cái bài số 2 này, yếu tố những cái bình này cũng khá là được, tuy nhiên bài ở giữa các bạn thấy cái nền nó hơi bị rối nha, cái nền này cũng rất là đẹp, nếu mà tính ra nhìn cái nền không này làm cũng rất là đẹp á, nhưng mà khi mình sắp không khéo như thế này thì cái nền này nó sẽ nổi bật, có nghĩa là cái mức độ của nó cũng rất là nổi, nên đâm ra là cái nền này á nó tranh chấp gần như toàn bộ cái tác phẩm của mình, nên là cái tác phẩm này nó sẽ không tốt như cái này, có nghĩa là mức độ ưu tiên của mình cái này thì nó nhìn nó ok hơn, bởi vì chính phụ rõ ràng nhìn vô là thấy được cái vật mình muốn diễn đạt, còn cái này nhìn cái nào nó cũng có vẻ nó cũng mong muốn nó được nổi trội hết. Vậy thì cái nền này chúng ta phải xử lý là chúng ta có thể dìm nó đi, ví dụ như cho nó những cái gam màu cho nó tối xuống nè, hoặc là mình giảm chi tiết nó bớt đi. À, lúc đó thì những ba cái thằng này nó sẽ nổi bật hơn. Rồi thậm chí là khi các em đã giả sử như cái bài này các bạn làm trong ba cái này các bạn cho nào nổi bật nhất thì các bạn cũng phải theo thứ tự ưu tiên là mình dìm bớt những cái thằng kia đi. Đó. Rồi ok, rồi cái hình này tương tự cũng như vậy ha. Thì lát những hình này tôi phân tích thêm một lần nữa về bố cục. Tôi đang này tôi nói về cái cảm giác là khi mình làm xong mình nhìn vào thôi. Thì cái bài giai đoạn 1 là các em sẽ tạo những cái này nè. Rồi các em có thể mình lấy Photoshop hoặc là các bạn nào thích thì mình vẽ màu lên luôn. Rồi sau đó là ví dụ như mẫu này tôi duyệt thì các bạn mới lấy cái mẫu này, các bạn qua các bạn làm chất liệu. À, chất liệu là các bạn lúc đó các bạn suy nghĩ về cái chất liệu làm sao thể hiện được như thế này. Nếu mình không dùng màu thì mình dùng những cái chất liệu khác mình làm, ví dụ như vải này, giấy gì đó, giống như tôi chia sẻ từ đầu á. Thì cái bài giai đoạn 2 là chất liệu thì mình học trực tiếp thì tôi sẽ hướng dẫn thêm, lúc đó nó sẽ dễ hơn ha. Còn bây giờ trước mắt là các em cứ xây dựng cái bố cục và chúng ta lên cái mẫu của mình để xem. Rồi tới cái một loạt cái tác phẩm này cho các bạn thấy, đây cũng là mức độ tương phản. À, nếu mà nói về hình học thì các em tập nhìn bằng hình học giùm tôi nha. Trong thiết kế đồ họa chúng ta nên quy về hình học, tất cả đều hình học hết, bởi vì nó liên quan đến yếu tố bố cục, yếu tố hình học, nó kết hợp liên kết với nhau. Ở đây các bạn thấy những cái cục len này á, đây tôi gọi cục len cho các bạn dễ hình dung chứ thật ra nó là hình tròn nè, thấy không? Hình tròn nhỏ nè, hình tròn lớn nè, đây hình tròn lớn hơn nè, đây hình chữ nhật nè, đó rất là nhiều kiểu nha. Ở đây cũng vậy ha, tất cả ở đây hình tam giác nè. Đó, nó lồng ghép vô nhau, dù đây là hình thang. Do đó yếu tố hình học được dùng rất triệt để trong đồ họa nha, các bạn nhớ giùm tôi chỗ này. Nếu các bạn lấy ra các bạn xem lại đi, tất cả đều nó quy về mảng hình học hết, mà mốt nếu mà các bạn có làm việc thiết kế nhiều hoặc là các em có làm nghề mà các em tiếp xúc nhiều, các em sẽ hiểu cái nguyên tắc này, có nghĩa là cái gì mình cũng đưa nó về hình học, mình quy nó về thì các bạn đảm bảo các bạn làm cái bố cục nó sẽ hài hòa. Ở đây thì các bạn thấy là những trang trí những cái mặt nạ thì này thuộc về tĩnh vật, đây là những cái mặt nạ, thì mặt nạ này thật ra nhìn nó là mặt nạ thôi chứ thật ra nếu mà nói đúng vẫn là hình học, hình elip nè, hình tròn nè, hình chữ nhật nè, một nửa hình tròn nè, hình tam giác nè, đó kết hợp với nhau to nhỏ khác nhau. Ví dụ như cái bài này các bạn, cái bài mà mặt nạ này các bạn có thể hoàn toàn lấy chất liệu là chỉ, mình làm chất liệu cũng được. Đó, như cái bài này làm chỉ là tốt. Đó, ví dụ như vậy, nó hoàn toàn nó phù hợp, ở đây nó cũng tạo được cái độ nổi lên như thế này, cái chỉ của mình
mình khi mình ghép lại, tại chỉ nó nhiều màu lắm, các bạn ghép lại nó vẫn nổi lên được như thế này, rất là đẹp ha. Rồi đó là chủ đề về cảnh vật. Chủ đề thứ ba là chủ đề về phong cảnh. Thì đây trước khi qua chủ đề phong cảnh thì tôi hướng dẫn tiếp hai cái này. Các bạn thấy đây cũng là dạng cảnh vật đây, các bạn thấy không? Cái ấm nước nè, cái dĩa nè, cái chai rượu nè, cái ly nè, đó vân vân, nó gọi là cảnh vật. Vậy thì mình sắp xếp đây, cái ấm nước này có thể nó là hình vuông nè, còn cái dĩa này ở đằng sau là hình tròn nè, còn cái chai rượu màu đậm này là hình lớn nè, cái hình chữ nhật đứng đó, các bạn thấy không? Nó tương phản về hình rất là rõ nha. Chứ nhiều khi chúng ta không biết sắp xếp làm sao. Vậy thì các bạn cứ kiếm những cái vật nó có những cái hình khác nhau, rồi các em sắp xếp, các em cho cái thằng này nó lồng vô thằng kia ha, cho nó lồng vô thằng kia, rồi chúng ta tính toán cái to nhỏ khác nhau, thì mức độ đầu tiên nó là như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là các em nên sắp xếp nó có xích lên xích xuống vậy nè, nó kiểu là nó không có nằm trên một đường thẳng, để tạo cái cảm giác là thằng nào mà nó nằm ở dưới là nó ở gần chúng ta nè, các bạn thấy không? Ví dụ như cái ấm này nè, các bạn thấy nó xích xuống là nó nghĩa là nó nằm thấp hơn so với lại cái chai rượu này, thì rõ ràng là các bạn thấy là cái chai rượu này nó ở làm sao ha. Đó là nguyên tắc, chứ các bạn cứ xếp nó nguyên một, nếu mình không để ý á, mình cứ xếp một hồi mình cho nó ngang hàng hết thì nó cái không gian mình tạo khá là dở ha. Rồi ok, bên đây cũng vậy, các bạn thấy tương tự như vậy. Đây là hình chữ nhật lớn, hình chữ nhật nó nhỏ hơn đó. Đại khái các bạn nhìn các bạn biết, giống như cái ly bia này chính là hình vuông đó các em, nếu tôi bao cái hình ở ngoài. Còn mấy trái này là hình tròn, đây như trái táo này nè, trái táo màu đỏ này là hình tròn, nó lớn hơn cái trái này ha, vẫn tương phản rất là rõ ràng nha. Chứ không có một bài nào mà gọi là tốt, nó hài hòa mà thiếu được cái sự tương phản. Chính vì yếu tố tương phản nó mới tạo được sự sinh động, như các bạn nhớ giùm tôi ha, chứ các bạn làm đều đều là rất là khó đẹp nha. Rồi qua tới cái phần chủ đề ở đây thì tương tự ha, lát tôi gửi cái slide này cho các em. Rồi tới chủ đề, tại vì tĩnh vật người ta làm nhiều lắm các em, sẵn đây nói thêm luôn. Ví dụ như cái hình này các bạn thấy nè, người ta rất là hay, tác giả tạo ra cái không gian rất là tốt. Các bạn thấy là ở đây người ta cắt luôn một cái khung như thế này, thì tôi đại khái tôi gọi nó là hình chữ nhật. Các bạn thấy người ta lồng giống như cái khung cửa ha, chỉ cần thấy một phần thôi. Rồi sau đó người ta lồng cái cảnh đó đằng sau, mà các bạn thấy là người ta lồng nè, chỗ này người ta cho một chút cái hình nửa hình tròn vô đó, thấy không, nó không có đều ha. Tại này mình hoàn toàn mình vẽ được mà, này do mình tạo ra. Rồi các bạn thấy cái bình này nó có hình chữ nhật đứng, nó cũng lồng vào đây, hình này lồng hình kia chứ nó không tiếp xúc nhau ha, để nó tạo được cái sự liên kết và tạo cái bố cục mình nó chặt chẽ và nó hợp lý. Giống như cái trái này nè, các bạn thấy hình tròn nó lồng vô nè đó, thì nó chỗ mà lồng nó giao nhau nó tạo thành một cái hình khác. Các bạn thấy ví dụ như hình tròn này nó lồng với hình chữ nhật đứng này, nó tạo thành một cái hình elip như thế này đó. Rồi đây là nửa hình tròn đây các bạn thấy chưa. Ví dụ như cái bóng đèn, các bạn thấy cái chụp đèn nó là nửa hình tròn này, cái bóng đèn có thể là hình tròn đó, tất cả đều quy về hình học hết nha. Mà nếu nhiều khi tôi không phân tích như cái này các bạn không hiểu được á, do đó các bạn sẽ rất khó để làm cái bố cục tốt. Nhưng trước mắt là các em cứ nhớ, trong thiết kế nhớ giùm tôi cái câu này ha, trong thiết kế cũng vậy, các bạn nhìn mọi vật, các bạn vẽ ra mọi vật, mọi cái sự vật hoặc là những đối tượng đồ họa trên một cái tổng thể thiết kế của các em hãy nhớ quy về tất cả là hình học hết, thì các em sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về độ tương phản, là các em cứ quy ra ừ chỗ đó là mình bỏ cái gì, mức độ nó cao lớn bao nhiêu, mình kiếm cái vật nó phù hợp, rồi tại vị trí đó mình bỏ hình gì, rồi tại sao mình bỏ cái hình đó, bởi vì cái hình đó ví dụ như hình vuông thì nó lồng vô là cái hình tròn, nó sẽ tạo ra một cái hình ví dụ như tam giác chẳng hạn đó. Chính vì yếu tố đó nó sẽ mang lại cho các em cái tư duy là mình phải sắp xếp ha. Thì bất kể là một cái lĩnh vực nghệ thuật nào thì các em cũng phải suy nghĩ nhiều, cũng phải sáng tạo ra thì nó mới đạt được. Ví dụ như đây cũng vậy, đây là hình chữ nhật, đây cũng là hình chữ nhật, rồi đây lại có hình tròn. Rồi các bạn thấy cái hình tròn lớn ở dưới nó giống như nó mượn cái hình tượng là cái bàn á, cái mặt bàn á, thật ra nó là nửa hình tròn lớn, tương phản rất nhiều nha các bạn nha. Rồi tiếp luôn ha, tới cái bố cục phong cảnh thì các bạn thấy ở đây là chỉ là trang trí lại cái phong cảnh thôi. Tôi nói ở cái bức hình ở bên tay trái cho các em thấy nó ba cái cây, thì trong ba cái thân cây này các bạn thấy tác giả đã chia ra rất là nhiều mảng nha, các bạn thấy không, chia rất nhiều mảng ngẫu nhiên, nhưng mà chia mảng như thế này cũng dựa trên những cái hình học nó cắt qua cắt lại thôi các em, chứ cũng chẳng có cái gì ngoài nguyên tắc đó. Nhưng ở đây chúng ta chia rất ngẫu nhiên để tạo cái sự sinh động, và đồng thời các bạn thấy cái cây này nó đứng gần nhất nè đó, nó sẽ lớn nhất, do đó các bạn sẽ thấy được cái không gian của nó, cái cây này xong rồi mới tới hai cái cây này, cái kiểu nó như vậy ha.
Tương tự như vậy thì đây cũng là một cái mảng chia hình rất là rõ ràng. Ở đây nó chia rõ hơn cái này. Nhưng mà đây là một phong cách nha, một cái kiểu cũng rất là đẹp các bạn. Đây là một cái gọi là style, một cái kiểu. Đây cũng là một kiểu. Thì hai cái này nó nhìn chung nó nằm trong cái trường phái gọi là trang trí. Ha, có nghĩa là chúng ta không vẽ lại thật. Có nghĩa là cái cây này đâu ngoài đâu có vậy đâu. Thì nó gọi là trang trí, giống như dây cũng vậy ha. Và trang trí thì nó có cái ngôn ngữ và có thế mạnh riêng của nó. Rồi, và trong đồ họa thì người ta thường sẽ có xu hướng là trang trí nha các bạn. Tất cả đều quy về hình học, quy về mảng miếng thì gọi là trang trí ha. Còn ví dụ như các em chụp hình thì nó là tả thực đó, các em chụp cái hình nó như thế nào. Thật ra trong nhiếp ảnh các bạn, nếu các bạn áp dụng được bố cục tốt thì các bạn chụp hình cũng rất là tốt. Để chụp được một tấm ảnh, ví dụ như cái tấm ảnh một chân dung một con người đang ngồi đi, các bạn cũng phải biết là cái người đó các bạn nên đưa vô vị trí nào, chứ đừng có chụp đại các bạn. Nếu mà mình học về bố cục thì tôi đảm bảo các em những cái hình các em chụp nó sẽ thuận, rất là thuận mắt ha. Ví dụ như gọi là đẹp xuất sắc thì nó còn liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến nhiều yếu tố khác, nhưng cơ bản là cái hình các bạn chụp đảm bảo là các bạn sẽ xem nó là hài hòa đó, và sẽ không có yếu tố hên xui là mình sẽ chỉnh được đó, nhớ giùm tôi luôn. Rồi còn cái đó là lát tôi hướng dẫn tiếp. Rồi ở đây cũng vậy ha, các bạn thấy đây cũng là dạng phong cảnh đây các em, đây phong cảnh. Nhưng mà nếu mà nói về hình học quá thì các bạn thấy đây là nét nè, rất là nét, rất là nhiều nét nha. À, có nét rồi, à, những cái hình nó tương phản với nhau. Ví dụ như chỗ này là nhỏ nhỏ nè, các bạn thấy li ti không, thì ở đây là nó chi tiết nè, còn chỗ này nó tương đối là nó thoáng. Thì ở đây có thể là tôi tạm gọi là tôi đã từng gọi với các bạn rồi đó, chỗ này nó gọi là đẹp nè, ở đây là rỗng ha, sự tương phản giữa và rỗng để tạo được cái độ sinh động cũng như là hài hòa cho cái bố cục tổng thể. Chứ cái cảnh ở ngoài đâu có vậy các bạn, nhưng mà có thể là tác giả đứng trước một cái cảnh là một cái đồi, ví dụ vậy, mình đứng ở dưới đồi mình nhìn lên thì mình thấy những cái này, thì thay vì mình chụp hình hoặc là mình vẽ lại giống y chang như cảnh thật thì ở đây mình biến nó thành trang trí, thành cách điệu ha. Thì nó áp dụng cho, ví dụ như các bạn có thể áp dụng cái này làm cho một cái mẫu trang trí tranh tường, hoặc là tôi nói giả sử nha, mình làm cái một cái mẫu nào đó mình nên nấn lên thời trang hay nấn trên bìa sách gì đó đó, như vậy. Rồi ở đây cũng vậy, ở đây thì chúng ta làm về trang trí luôn. Đây nó có ngôi nhà các bạn thấy, nhìn nè, nó tất cả đều hình học hết, những hình tròn rồi hình elip gì đó, nói chung rất là rõ ràng. Vậy thì quy về hình học là các em có quyền là mình tròn là tròn hẳn luôn ha, thẳng là thẳng tưng luôn. Rồi rồi tôi tiếp nha các bạn nha, đó là chủ đề về phong cảnh. Đây là ví dụ như cái này, tôi dừng lại đây một chút. À, cái bức này nó hơi đặc biệt chút xíu là diễn tả cây chuối nè các em. Thì đây con mắt mình nhìn nó là cây chuối thôi, chứ nếu mà phân tích dựa trên yếu tố thiết kế với lại mỹ thuật á, thì tôi phân tích dạy cho các em hiểu nè. Đây chính là sự tương phản giữa cái gì? Thứ nhất là tương phản giữa cái mảng và nét. Nét là chỗ nào? Cái nét là các bạn thấy người ta nè làm những cái sọc sọc này là giống như cái gân lá chuối các em. Đây tôi gọi là lá chuối cho dễ đó, chứ nếu mà nói đúng ra tôi không nhìn nó là cây chuối đâu, mà tôi sẽ nhìn nó là những cái đối tượng đồ họa mình cần phải tinh chỉnh cho nó đẹp để mình diễn đạt được cái này. Đó là độ tương phản giữa nét, các bạn thấy không? Những cái nét rất là mảnh và những cái mảng rất là lớn nè, đó những cái mảng đen. Rồi ngoài ra nó còn tương phản giữa cái gì nữa? Tương phản giữa những cái chấm ở đằng sau cái nền. Ha, chấm và nét là hai cái tương phản nhau rồi đó. Đó các bạn thấy ha, nè đó. Và cái nền này người ta cũng làm về sắc độ nó nhạt nhạt đi một chút xíu để cho nó đúng nghĩa nó là cái background, là cái nền để tôn vinh cái này lên. Và cái này chính là đối tượng chính. Thay vì mình chụp hình cây chuối, thay vì mình vẽ là cây chuối, thì các bạn đưa lên cây chuối thành một cái tác phẩm như thế này rất là đẹp nha các bạn. Tôi biết các bạn thấy sao, chứ một tác phẩm mà mình đưa như thế này rất là đẹp. Nó rất là mạnh về ngôn ngữ đồ họa và diễn đạt như thế này, tôi thậm chí tôi thấy nó còn đẹp hơn chụp hình thật nữa. Đó là cái cảm nhận ha. Rồi à, ở đây cũng vậy, ở đây là một cái phong cảnh đứng từ bên bờ sông nhìn qua. Ví dụ như đây các bạn thấy thành phố nè, đây là thành phố nhấp nhô nè, đây là thành tòa nhà Bitexco nè các bạn, đại khái nó như vậy nè, cái chỗ này ha, nhô lên nó có nè. Thì có thể đứng bên sông ta nhìn qua thì đây là một cái cây, có thể là cây phượng hay cây gì đó. Thì các bạn thấy là thay vì mình cũng chụp hình thì đây tác giả vẽ lại như thế này cũng rất là đẹp và rất là đậm chất đồ họa. Vậy đậm chất đồ họa chỗ nào? Mảng, nét, chấm, tương phản, nó nhiêu đó đủ ra. Đó nghĩa là mình xách ra mình nói chuyện như vậy là đúng.
Có nghĩa là mình làm các bạn hiểu các bạn làm cái gì là các bạn, tôi nghĩ các bạn sẽ làm được chứ không phải không được ha. Bởi vì mỗi em sẽ có một cái thế mạnh riêng và mình sẽ nhìn nhận cái sự vật hiện tượng theo cách riêng của mình. Nhưng nhiều khi mình chưa biết cách thể hiện thì đây là phương pháp tôi chia sẻ với các bạn. Phương pháp rất quan trọng đi từ bài đầu cho tới giờ luôn các bạn thấy không? Tất cả những yếu tố nãy giờ tôi chia sẻ với các em nó đều xuất phát từ nguyên tắc tương phản rất là lớn. Ha, mức độ tương phản làm cái gì cũng vậy, phải có cái sự tương phản thì tác phẩm mình nó sẽ sinh động ha. Mà đôi khi các bạn làm các bạn không chú ý á, nên các bạn làm nhiều khi các bạn thiết kế hoài nó không lên tay. Rồi, tới thể loại cuối cùng đó là thể loại chân dung. Hồi nãy từ đầu là hình học không gian, tĩnh vật, phong cảnh, rồi bây giờ tới chân dung. Chân dung là có nghĩa là mình diễn đạt khuôn mặt của mình đó các bạn. Thì chân dung á thì có nghĩa là người ta sẽ chia ra các bạn, ví dụ như đây nó gọi là chân dung chính diện nè các bạn. Có nghĩa là chân dung không phải là cứ làm cái hình giống như hình thẻ đâu. Có thể là từ đầu cho tới một nửa thân, nó gọi là bán thân ha. Còn hoặc là các bạn thấy như cái bức bên đây cũng thuộc dạng chân dung, đó là nguyên người phụ nữ đang ngồi với mấy con chó con mèo nè các bạn, cũng là một gọi là chân dung luôn. Rồi cái này cũng gọi là chân dung luôn. Ok đó. Ví dụ như cái này các bạn thấy nó mang cái ngôn ngữ hình học cực kỳ rõ nha. Cái hình bên tay trái các bạn thấy không? Những cái mảng nó cắt nhau rất là ngẫu nhiên và nó lồng ghép vô nhau rất là tự nhiên, to nhỏ khác nhau nhưng mà cuối cùng vẫn tạo được cái hình, thì cái này nó cũng thôi là chân dung nhưng mà trang trí nè, rất là rõ ràng. Do đó cái hình bên tay phải các bạn cũng thấy như vậy, cũng là một cái hình về chân dung luôn ha. Rồi vậy bây giờ tôi sẽ phân tích cái bố cục tại sao nó làm như vậy và tại sao mình sắp xếp và mình sắp xếp như thế nào để và tạo được cái điểm nhấn chính phụ nha các em nha. Ok, tôi sẽ lấy một vài bài ha, tôi phân tích cái bài đầu tiên chủ đề hình học đây, tôi lấy cái bài này đi. Lấy cái bài này. Rồi. Để tôi tạo tôi vẽ trong đây cho nó lẹ các bạn. Đó, ok. Rồi. Rồi bây giờ tôi phân tích cho các em nè, tại sao cái bức này nhìn bố cục nó hài hòa, điểm chính của nó là cái khối này, vậy tại sao biết? Có nghĩa là cái đầu tiên là các em sẽ hiểu là khi mình làm chính phụ á là các bạn nhìn vào các bạn phải thấy nó đầu tiên. Vậy thì nguyên tắc nào? Nguyên tắc thứ nhất là các em cần nhớ những cái điểm vàng sau đây. Rồi các bạn trong bất kể một cái tác phẩm ha, cho dù là khổ đứng hay khổ ngang gì các bạn cũng nên vẽ ra một cái khung như thế này. Sorry, để tôi giảm bớt cái lưới lại. Rồi. Đây thì các em sẽ chia cái lưới như vậy nè. Đó. Các bạn có thể chia bằng tay hoặc là các bạn đây tôi làm bằng cái công cụ bằng phần mềm Illustrator cho nó lẹ các bạn. Mình có học về phần mềm thì giúp nó mình khai thác nó thôi. Đây. Tôi sẽ chia cái lưới như thế này, có nghĩa là cái cạnh ngang các bạn chia 3 phần bằng nhau. 1 2 3. Rồi cạnh đứng các bạn chia 3 phần bằng nhau luôn. 1 2 3. Vậy thì các bạn nối nó lại giống như cái lưới, mình tạo được cái lưới như thế này thì những cái chỗ mà cái điểm giao nhau á các em nó gọi là điểm vàng nha. Và nhiệm vụ của mình là mình sẽ cho những cái vật thể nó sẽ nằm vào đó. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Tuy nhiên nằm như thế nào thì tôi chia sẻ thêm đây. Đây điểm vàng ha, tô màu vàng luôn đi cho nó dễ thấy. Rồi, đây là điểm số 1 nha. Đây giao nhau nè các bạn thấy. Điểm số 2. Đây là bốn cái điểm vàng, thường là trong cái bức tranh hay là trong cái thiết kế mình nó sẽ có như vậy đó các em. Rồi lát tôi lấy một số cái tác phẩm kia cho các bạn coi nó cũng vậy à. Nguyên tắc chung nó đều rơi vô hết. Rồi, ở trong bốn điểm vàng này thì nguyên tắc đầu tiên là các em không cần phải đưa hết vô hết bốn điểm. Ví dụ như tác phẩm này thì cái điểm này tôi gọi nha, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nha. 1 2 3 4. Vậy các bạn thấy nó nằm ở điểm số 4 không? Nè, cái vật thể của mình nằm rất rõ ràng và nó rất là to lớn, nằm rất rõ ràng ở điểm số 4. Do đó các bạn khi mình làm bố cục các bạn nhớ giùm tôi bốn cái điểm vàng này ha và mình đưa vô. Rồi, ở đây các bạn nhìn tổng thể giùm tôi, cái chiều cao của mình chia 3 phần đúng không? 1 2 3 và các bạn thấy gần như những vật thể của mình nó chiếm hơn 2 phần 3 bức tranh thấy chưa? Nè. Đó nó chiếm ở đằng sau này mới là cái nền nè. Vậy thì khi các em làm các em cũng cố gắng như vậy. Có nghĩa là thứ nhất là mình tuân thủ vào điểm vàng mình đưa vào. Rồi cái thứ hai nữa là cái tổng thể của mình, những cái vật thể
Khi tụi nó liên kết lại nó thành một cái mảng lớn như thế này thì nó phải chiếm hơn 2 phần 3 thì nhìn bố cục nó mới đẹp. Ví dụ như cái này chỉ cần tôi đưa những cái vật thể này nó xích xuống một chút nè, nó xích xuống khoảng nằm ở giữa giữa là bố cục mình nó có thể là nó dở ngay. Rồi tới một cái bài số 2 nha, tôi phân tích tiếp. Giờ tôi lấy tiếp một cái bài này đi. Nè cái bài này nó hơi rối nè, phân tích cho các bạn coi nha. Rồi. Có nghĩa là mình hiểu được, mình phân tích thì các bạn sẽ làm được. Đó là cái mà tôi mong muốn các em hiểu về cái môn bố cục ha. Rồi, mình giờ mình chưa hiểu lắm thì cũng không sao đâu các bạn, nhưng quan trọng các em chịu khó thực hành nha. Thì đây là cái nguyên tắc số 2. Rồi tôi vẽ tiếp. Các bạn cứ chia ra. Các bạn muốn làm bố cục gì đó các bạn chia ra. Giống như bây giờ tôi quen rồi, tôi không có cần chia, tôi nhìn tôi biết rồi. Nhưng mà tôi phân tích cho các bạn hiểu. Rồi, ở đây mình cũng có 4 điểm vàng. Đây các bạn thấy nhà tôi lôi nó vô nha. Rồi, giống như hồi nãy tôi chia sẻ với các em nè, thì cái điểm vàng nó nằm ngay đây, điểm số 2 nha, điểm số 3, số 4 nó không rõ. Do đó, trong cái môn bố cục, cái 4 điểm vàng này không nhất thiết lúc nào nó cũng phải đầy đủ nha. Các bạn chỉ cần đưa tôi một cái vật vô một điểm vàng thôi cũng đã đủ rồi. Và cái điểm nhấn này nó thành điểm chính. Vậy thì các bạn thấy là nhìn đi, tất cả những yếu tố lố nhố đây nó tạo thành cái mảng cho tới cái mảng chính của mình, các bạn nó chiếm hơn 2 phần 3 luôn nè, thấy chưa? Nếu trường hợp cái cục này mà đặt xích xuống một chút đây là bố cục mà nó hỏng. Do đó cái bài lab đầu tiên tôi có chia sẻ với các em, mà những em mà làm bài mình đặt hay ở giữa giữa đó, tôi kêu đừng ở giữa, lúc đó tôi chưa có trừ điểm cái đó cũng như chưa có giải thích rõ cho các em hiểu, bởi vì mình đặt vô giữa là nó trớt quớt 4 cái điểm vàng, nhớ giùm tôi chỗ đó ha. Khi mình vô giữa là nó không có vô đâu hết trơn á, do đó cái bố cục mình nhìn rất là khó chịu. Và cái này người ta đã nghiên cứu về cái tâm lý thị giác rồi nha các bạn, những cái quy luật này là quy luật cơ bản trong mỹ thuật ha, trong thị giác. Rồi tôi phân tích tiếp một cái bài tiếp theo cho các em nha. Đó tôi phân tích cho nó kỹ luôn ha. Thì cái bài giai đoạn 1 này nó khá là quan trọng, nó là nền móng cho các em. Do đó tôi nghĩ là cần phân tích kỹ cho các em ha. Rồi qua một cái chủ đề. Cái này là về hình học không gian rồi nha. Bây giờ tới tĩnh vật. Các bạn thấy hai bài nó khác nhau nhưng mà điểm chung của nó vẫn có nha. Đây ví dụ như cái này đi. À, tôi lấy cái bình hoa này đi. Nè bình hoa này hồi nãy nè tôi giải thích cho các em rồi đó. Giờ tôi qua đây tôi đưa nó, tôi phân tích cái bố cục. Rồi các bạn sẽ thấy được cái điểm nhấn của nó vẫn tập trung vô nguyên tắc điểm vàng, không chạy đâu được hết. Không ai mà làm một cái bố cục tốt mà không có tuân thủ cái điểm vàng này hết các em, với lại tỷ lệ bố cục 2 phần 3 1 phần 3 nè. Rồi cái này cho nó màu trắng đi cho dễ thấy các em, do cái này màu đỏ này đó. Bây giờ tôi lôi cái khung vàng này ra các bạn thấy nè, một điểm, rồi kéo xuống đây 2 điểm, rồi các bạn thấy vô 2 điểm vàng. Điểm thứ nhất là cái bình này, điểm thứ hai là cái nó nói lên đây luôn. Rồi các bạn thấy tổng thể không, hơn 2 phần 3 bức tranh, thấy chưa? Không có một bài bố cục nào tốt mà không tuân thủ được hết. Ở đây nó cho vô 2 điểm vàng, ở đây thậm chí nếu mình tính đây 1 điểm cũng được, đó là cái trái táo nè. Nhưng mà ở đây thôi cái này nó không rõ lắm, nhưng mà chi tiết chính của mình nằm trên cái trục này. Và các bạn thấy nó chiếm ở đây rõ ràng là 2 điểm vàng, 2 điểm này đâu vô nhiều đâu. Rõ ràng như vậy, nếu cái bình này trường hợp đặt lệch ra ở giữa vẫn được, nó có một cái dạng bố cục gọi là bố cục cân bằng. Tuy nhiên, người ta thường người ta đặt lệch như thế này. Thì rõ ràng các bạn thấy đặt lệch này nó nằm bên 1 phần 3 của chiều ngang. Nhưng mà tổng thể các bạn thấy nó hình tượng nó lớn hơn, nó chiếm 2 phần 3 chiều cao. Đây là chiều ngang, đây là chiều cao. Ha, do đó tôi gọi bố cục cơ bản nhất của cái môn mỹ thuật nhập môn. À, áp dụng rất là nhiều, không phải trong vẽ tranh, không phải trong thiết kế đâu, nhiều lắm. Trong bố cục nhiếp ảnh nữa, trong bố cục quay phim luôn các em. Quay phim á, những cái khung hình quay phim người ta đều tính bố cục hết, chứ không phải cứ xách cái máy lên là quay mầm đâu. Vậy thì các bạn thấy là tất cả đều dùng cái bố cục đó là 1 phần 3 và 2 phần 3, và kết hợp với lại điểm vàng ha. Đây ví dụ như cái bức này nó có 2 điểm vàng, cái bức này nó có 1 điểm vàng. Thằng này cũng vậy, 1 điểm vàng. Được chưa? Rồi bây giờ tôi tiếp theo một cái tĩnh vật khác cho các em. Cái người này cũng vậy nè, giờ nhìn là biết rồi nè. Cái người này nó sẽ nằm vô cái điểm vàng nè các em. Đây tôi chia thử nè, đó nó nằm vô đây luôn, không có đâu đâu chạy đâu được hết. Rồi bây giờ tôi lấy tiếp cái hình khác đi các bạn. À, cái hình này đi, cho nó dễ thấy nha. Cái hình cái ấm này nè. Rồi. À, tôi làm thì tôi trình bày đâu ra đó cho các bạn dễ hình dung ha. Hy vọng các bạn cũng có cái thói quen đó luôn. Món mình làm mình trình bày nó cũng giống như bây giờ tôi thấy là nó xích vô cho nó đẹp nè. Đó. Có nghĩa là mình khi mình làm các bạn có thói quen này thì các bạn tự nhiên cái tay mình khi thiết kế là cái tư duy mình nó sẽ phát triển rất là nhanh các bạn. Mình nếu mình làm sọc sệt mình chịu cũng có được.
Rồi. Ở đây thì tôi tiếp tục tôi cho nó màu trắng luôn đi cho dễ thấy. Ok. Rồi giờ tôi vẽ cái điểm vàng cho các bạn coi nhé. Đây một điểm. Rồi, ở đây một điểm. Mình cứ chia ra đi coi nó nằm ở đâu. Rồi, ok. Rồi vậy trong cái bức này các bạn thấy nè, cái ấm này rõ ràng nó rơi vô điểm vàng. Rồi cái hình này cũng vậy, nguyên cái hình chữ nhật này ở đằng sau các bạn thấy không? Tôi gọi hình chữ nhật nha, cái bình này nè, nó rơi vô hai điểm vàng. Vậy thì cái điểm này nó không có, ở đây mình sử dụng ba điểm vàng, đó là điểm số 1. Đây tôi gọi là 1 2 3 4, vậy thì ở đây là 1 3 4, rất là rõ ràng nha. Nó rơi vô điểm vàng hết, ở giữa đây các bạn thấy như cái chai này nó không có nè. Vậy thì cái chai này nó sẽ làm yếu tố phụ để chi? Nó tôn vinh mấy cái này lên. Và yếu tố phụ này nó làm cho mức độ xôn xao, mức độ sinh động của cái hình này, nó đóng vai trò là cái hình tương phản. Ở đây là hình chữ nhật dài, mức độ tương phản. Tương tự như vậy cái ly này cũng vậy, cái ly này nó đóng vai trò là yếu tố phụ, nó không rơi vô đâu hết các bạn thấy không? Nhưng yếu tố phụ của nó rất là cần thiết để làm chi? Làm mức độ tương phản. Đây là hình vuông nhỏ, đây là hình vuông lớn bao quanh cái ấm nè. Tôi vẽ cái hình vuông này các bạn coi, ở đây không có cần phải chính xác là vuông vức nhưng mà nhìn vô là thấy nè, đó hình vuông nhỏ thấy chưa. Rồi cái ấm này hình vuông lớn chứ còn gì nữa, đó thấy chưa, hai cái hình vuông vậy là tương phản nhau rồi. Rồi tương tự như vậy các bạn thấy, nếu tôi vẽ ở đây có một cái hình chữ nhật đây các bạn thấy nè, đó nếu không nói các bạn không để ý các bạn không biết đâu, đó là mức độ tương phản. Rồi tương tự như vậy thằng này hình tròn chứ còn gì nữa, đây vẽ vô luôn, đó là cái cách bố cục. Vậy thì nếu mà trong cái bức tranh này á thì các bạn sắp xếp cái hình học của nó sẽ là cái hình tròn rồi tới hình vuông rồi tới hình này, nó mới làm vô nhau, nó làm vô nhau rồi chúng ta mới kiếm cái vật phẩm hay gì đó đại khái như vậy. Đó là cái phân tích ha, thì đây nó không có tôi bỏ ra nha để các bạn dễ hình dung. Đó những cái nào tôi chấm tròn là nó có điểm mà, như ở đây không có bỏ ra luôn đi, ở đây bỏ luôn đó, nó chỉ nằm trên đây là rõ ràng nhất thôi. Rồi ok, tới cái phong cảnh nha các bạn. Một cái bài này đi cái bài cái cây này hồi nãy nè. Rồi mình cứ vẽ cái lưới ra ha. Rồi cho màu màu trắng luôn đi. Rồi. Thì đây các bạn thấy rõ ràng. Cái cây lớn này như nãy tôi chia sẻ nó nằm trên cái hai cái điểm nhìn thấy không? Còn hai cây này các bạn thấy nó đâu vô đâu thấy chưa? Đó là cái rất là hay ha. Nếu mà mình làm mình không để ý là cái chúng ta sẽ sắp xếp rất là khó và nó sẽ bị tranh chấp ngay. Rồi ok, đây mình sẽ có hai cái điểm nhìn như thế này. Đó. Các bạn thấy chưa? Và cái này nó chiếm 1 phần 3 của bức tranh nè, nó bố cục 2 3 1 3. Rồi. Tiếp tục một cái hình khác. Ở đây thì tôi lấy cái hình ngôi nhà này đi các bạn cho dễ. Rồi ok, ở đây cho màu màu trắng luôn ha. Rồi vậy thì cái điểm nhìn là các bạn biết rồi đó, nếu mà nãy giờ các bạn có theo dõi kỹ, các bạn nhạy bén các bạn hiểu liền. Cái điểm của mình là cái ngôi nhà ngay đây nè. Nó đưa, thật ra cái này nó ngôi nhà này nó đưa xích lên chút nữa thì đẹp hơn, đưa xích lên một chút nữa. Nè, nó tạo cái điểm nhìn chỗ này ha, các bạn thấy ha. Đưa xích lên chút xíu nữa nó đẹp hơn. Rồi. Rồi tới cái thể loại chân dung. Rồi tôi lôi này qua luôn. À, cái thể loại chân dung này thì riêng cái hình này nó là cái bố cục cân bằng nha các bạn. Ở đây thì mình có thể là mình riêng cái chân dung chính diện do tạo hóa của mình, các bạn để ý khuôn mặt mình nó đã cân bằng rồi nè, mắt bên trái mắt bên phải nó đối xứng qua cái trục ở giữa là cái lỗ mũi nè, thấy không, cái lông mày hai lỗ tai, hai cái tai hai cái chân, các bạn thấy cân bằng không, nó là sự cân bằng của tự nhiên
Vậy thì nếu mà để làm bố cục này, nếu mà chúng ta cố tình tác giả, các bạn thấy rất là hay chỗ này, các bạn thấy cái mảng bên tay trái chỗ này tự nhiên bỏ thêm cái mảng tôi gọi là hình tròn nha, cũng nửa hình tròn của cái hoa hồng á, các bạn thấy nó khác bên đây nè, để tạo sự tương phản. Chứ nếu là giống nhau quá thì cái hình mình nó bị giống như là mình xem trên gương nhìn nó kỳ lắm. Cái thứ hai nữa là cái gợn tóc, các bạn thấy nó đây nó có hai lần chúng ta cho nó cong, một đường cong, hai đường cong, và cái mảng bên đây các bạn thấy không, có một đường cong thôi. Đó là sự tương phản, và cái này chính là sự sắp xếp, chính là sự suy nghĩ tư duy của tác giả. Tương tự như vậy, hai cái bàn tay này khác nhau, một cái bàn tay bên tay trái các bạn thấy cúp vào hết, bàn tay bên tay phải cho một cái ngón nó lòi ra, các bạn thấy không, hình hài nó khác nhau. Rồi tương tự như vậy, những cái lá này tạo hình, những cái lá này cũng khác nhau luôn đó. Ở đây những cái hoa này thật ra nó là hình tròn nè, đây cũng vậy đó, tất cả đều khác nhau ha. Thậm chí là cái nền này nó cũng có độ tương phản luôn, những chấm tròn khác nhau và độ sắc màu của những chấm tròn này cũng khác nhau luôn. Do đó nói chung là tương phản rất là nhiều, mặc dù đây là một bố cục cân bằng. Nếu tôi chia giữa ra, các bạn thấy nó chia giữa ra luôn, bên trái nó gần gần giống bên phải, tuy nhiên là chúng ta làm cho nó khác nhau ha. Vậy thì tôi sẽ lấy cái hình chân dung này đi, rồi tôi bỏ vô cái bố cục cho các bạn coi, nó cũng không có nằm ngoài cái đường của mình đâu, tất cả đều tuân thủ hết 100% thì bố cục mình mới tốt được. Đây tôi vẽ ra cái lưới luôn ha, đây đó các bạn nhìn, nội nhìn tôi vẽ ra cái lưới, tôi chưa có tô lên, các bạn thấy rồi đó, các bạn sẽ biết rồi đó. À, nó nằm ở đâu đây, cái điểm vàng của mình, điểm đầu tiên, điểm số 2 đó, cái tranh này nó nằm ở đây. Đây các bạn thấy nguyên cái người phụ nữ này nằm trên cái điểm vàng, đó là điểm số 2 và số 3. Ở đây thì các bạn không nên hiểu là chúng ta không có làm như máy móc ha, có nghĩa là cái trục này nó thẳng đứng, cái mình lại vẽ cái người này nó đứng thẳng tưng vậy, không cần, chỉ cần như vậy là cái con mắt mình nó vẫn trong mỹ thuật, nó chỉ có mang tính tương đối thôi chứ không phải tuyệt đối nha các bạn. Mỹ thuật nó khác những cái ngành nghề khác chỗ đó đó, tất cả đều mang yếu tố tương đối, do đó ở đây nó không có một cái gọi là cái đáp số giống như mình học toán. Vậy thì các bạn thấy ở đây tôi phân tích thêm ha, những yếu tố còn lại đóng vai trò là yếu tố phụ rất là hay. Thứ nhất các bạn thấy con mèo không, nó đâu có vô điểm vàng đâu, tại vì nếu đưa con mèo này vô đây không khéo là nó sẽ, thật ra đưa cũng được, riêng con mèo này đưa vô đây cũng được, nhưng mà ở đây để làm nổi bật chỉ có cái người phụ nữ này thôi thì người ta làm như thế này. Con chó này cũng vậy nè, các bạn thấy không, con mèo con chó này đều ra ngoài cái điểm vàng hết, lại đóng vai trò gì ở đây, tại sao nó phải có, ngay cả những chậu hoa này cũng vậy, là yếu tố phụ các bạn. Nếu các bạn làm yếu tố phụ tốt thì các bạn sẽ tôn được yếu tố chính, ở đây là người phụ nữ. Và các bạn thấy bố cục nó chiếm hơn 2 phần 3 bức tranh không? Nè, cái độ cao của người phụ nữ nè, chiếm hơn 2 phần 3 bức tranh là một bố cục tốt. Tương tự như vậy, ở đây cái bàn này với lại cái hoa này nó để ở đằng sau, nó cũng là yếu tố phụ bởi vì nó không đưa vô cái vùng nhìn, cái điểm vàng ha. Để chi, nó tạo không gian ở đằng xa các bạn. Nè, không gian ở đằng xa, đây nè, tiền cảnh nè, thấy chưa? Cái chậu gần nhất nè, rồi tới trung cảnh, trong đó có yếu tố chính của mình, rồi tới hậu cảnh ha, tiền trung hậu có hết. Do đó cái bài như thế này chúng ta nhìn nó đẹp, nó là như vậy. Đang nhìn lại trên đây đó, khi mình vẽ mình biết sắp xếp như thế này rồi mình phân tích ra là các bạn sẽ hiểu được, và lúc đó là các bạn mới giống như là mình mới mới hiểu được là người ta xây dựng cái cách đó như thế nào. Tương tự như vậy cái hình này tôi lôi vô luôn, đây một cái chân dung nữa cho các bạn coi. Ok, cho dù các bạn vẽ máy vẽ tay gì cũng vậy, nếu các bạn không biết gì về bố cục thì các bạn rất là khó để thiết kế đẹp, bởi vì mình không biết làm sao để cho nó cân đối, nó hài hòa. Vậy thì cái điểm nhấn của mình làm sao, thì đây là những yếu tố mà các em cần nắm. Đây các bạn thấy không, vô ngay điểm vàng đây chứ còn gì nữa, đây nó tới 3 điểm vàng lận cái bài cuối cùng mình chỗ này. Đã đây cũng là một điểm nè, và đây cái điểm này không có gì hết. Vậy thì có nghĩa là một cái tác phẩm có thể là một điểm vàng, hai điểm vàng, ba điểm vàng ha, chứ không nhất thiết là tôi chia ở đây bốn cái điểm vàng là các bạn cứ nhét vô hết, nhưng mà đây các bạn thấy 3 điểm vàng nè và bố cục còn cái gì nữa, 2 phần 3, thấy chưa, nó tất cả những yếu tố này các bạn thấy nó khác nhau hoàn toàn á, nhìn bằng mắt. Nhưng nếu phân tích dựa trên yếu tố về mỹ thuật, dựa trên yếu tố về bố cục, nó có điểm chung rất rõ ràng nha các bạn, không chạy đâu được hết. Do đó khi mình làm, mình xây dựng bố cục cái bài giai đoạn 1 á, thì các em xây dựng thật là chắc chắn dựa trên cái nền tảng này nha. Thứ nhất là cái điểm vàng, thứ hai là cái ô lưới này nè, và thứ ba là cái tỷ lệ của nó.
bố cục 1 phần 3, 2 phần 3 giống như tôi chia sẻ nãy giờ. Rồi ok, thì đó là cái bài giảng tôi chia sẻ cho các em ha, để mình có thời gian mình làm. Thì cái bài giai đoạn 1 này các em nhớ giùm tôi ha, qua Tết là mình nộp luôn nha.